số 12. Ban tổ chức xin giới thiệu Đỗ Văn Hùng của đội 2 với trang phục đai đỏ. Gặp Đỗ Quốc Doanh của Bắc Giang với trang phục đai xanh. Điều khiển chính trọng tài Nguyễn Đình Đệ. Hai đội chú ý nghe hiệu lệnh trọng tài trống xe đẩy. Trọng tài đã ra ký hiệu. Hai đội chú ý, các trọng tài chú ý. Hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Một kỹ thuật đánh bò hoa thiện. Đỗ Nguyễn Doanh của Bắc Giang đã loại Văn Hùng của đội 2 ra khỏi lèo số 12. Và lúc này lèo số 12 lại thuộc về Đỗ Văn Doanh của Bắc Giang. Như vậy lèo số 12 đã tiến ra đến 4 kẹo, vẫn chưa thi đấu thành công của lèo số 12. Mời các đội chưa có lèo vào gặp ban tổ chức để đăng ký tham gia thi đấu với Văn Doanh của Bắc Giang.